Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán nhâm dần và lễ Quốc khánh năm 2022. Trước đó, dự thảo của đề xuất này của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận được sự đồng thuận của 16 bộ cơ quan tổ chức liên quan. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với 5 ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động, lịch nghỉ Tết Nguyên Đán nhâm dần năm 2022 được đề xuất gồm một ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết Thời gian nghỉ Tết Nguyên đáng năm 2022 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ hai ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, đến hết ngày thứ sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu cho đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Tuy nhiên thì 5 ngày nghỉ Tết từ thứ hai cho tới thứ sáu sẽ liền kề tới ngày nghỉ cuối tuần của hai tuần trước và sau đó. Do vậy, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, gồm 5 ngày nghỉ theo luật lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của hai tuần trước và sau. Tức là công chức viên chức sẽ nghỉ Tết từ ngày 27 tháng Chạp, tức là ngày 29 tháng 1 năm 2022, cho đến hết ngày mùng 6 Tết nhằm ngày 6 tháng 2 năm 2022.